Chào quý vị đến với kênh YouTube Cuộc Sống Ở Đây. Ở đây là ở làng An Dương, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, về Việt Nam. Hôm nay tôi đưa quý vị về một cái làng quê để coi người dân cư ở cái làng quê họ đi đánh cá, đi biển bắt cá, đánh cá như thế nào. Cái bãi biển này thì nó gần cái bãi biển Thuận An. Nếu quý vị nào biết cái bãi biển Thuận An á, xong rồi đi về bãi biển Phú Thuận á, xong rồi đi về cái làng An Dương này thì khoảng chừng cỡ 2 cây số. Đây là những cái ghe mà người dân cư họ đang đổ ở đây để chờ ngày lành thần tốt họ đi biển đó quý vị. Đây là cái bãi biển của làng An Dương. Thì đây cũng có một cái chiếc ghe họ đi thì họ đi biển mới vô. Thì bây giờ họ đang vâng cái ghe lên. Thì quý vị cũng biết rồi, chỉ có 2 người mà vâng đi ghe thật và cực khổ. Lạc chờ lạc xong họ vâng cái ghe lên rồi xong rồi mình tới coi có họ bắt được bao nhiêu cá với cá gì á. Có đang quay đi, có quay thì vô lại rồi, quá rồi, quá rồi à. Đây là người cộng làng cộng quê hay đó quý vị. Đây người ở đây họ rất là vui, họ rất là dễ thương. Đây coi có cá gì đây. Có mực nha. Liệt rất là ngon lắm đấy. Cá liệt. Đàm. Đàm à? Đàm kêu liệt được đó. Liệt mơ, liệt mơ. Kêu liệt mơ. Vậy, cầu bắt được con vẽ. Đó, sức. Cầu bắt gì chi đầm. Bắt giùm chó rồi. Ừ. cầu bắt. Đây, lau tay. Bắt này, mẹ cà liệt luôn. Mấy? Cà mấy? Không muốn cho mày chưa? Chị muốn bên mày đó. Cái thảo còn cả trái cũng rồi đấy, cái cành đấy. Vậy là buổi nhất thịt đại phải không? Mười bảy. Rồi, đó là lạ đó, đó là đây ước muốn chứa cho mong em là chứa mong em vào lý ăn đây. Thôi, rồi hạ con trái luôn. Ok, bỏ lên. Chắc là chạy được rồi. Lại cô. Đây là những cái con cá mà họ bắt được đó quý vị. Không giờ để dâu đó. Không bỏ được. Tối đi cơ bác, cái cho mày đéo. Ba con rưỡi. Quá đẹp chứ. Ba con rưỡi. Vâng. Ôi, ba con rưỡi. Chị ăn lấy con không? Để ăn. Đấy, con rưỡi nói thiệt chút rồi, bán cả 18 nữa rồi em à. Không, túi bó tối một túi cũng cho bác sĩ biết cũng tay thôi, đừng nói nữa, phải bán tay ngoài đi. Cái mắt đi chọc đáy chứ đấy.
28 nó có. Con nắm lên, nắm xuống tông nào. Cả mấy. 38 đi. 38 cũng lấy cái bó tông của chị nữa. Con này 6 tấm ngang luôn. Cái bó 15 thôi. 2 tấm. 2 tấm nữa. Nó lão lắm. Chứ ác liệt có mà đuổi phớt đi. Không có đi đi chơi. Xin quý vị đăng ký kênh để ủng hộ kênh Cuộc Sống Ở Đây. Please subscribe to support the channel. Thank you. Cảm ơn quý vị nhiều. Ở ngoài kia cũng còn một chiếc ghe đang đánh bắt cá ở ngoài đó quý vị. Còn là người của dân ở trong làng họ ra coi để nhận cái chiếc ghế này họ bắt cá như thế nào. Như chiếc ghế đó đang chạy vô đó. Ghe đó đang vô đó quý vị. Thì xin chào tạm biệt quý vị ở đây và hẹn quý vị video lần sau. Cảm ơn quý vị đã xem. Thanks for watching everybody. Bye bye.